ấy sẽ chinh phục cái đỉnh núi này. Đỉnh núi nào, đỉnh núi nào? Đỉnh núi Wow, kia kìa. Mà hơi cặn đấy. Giờ thì có hai con gì đây, có hai con gì đấy? Hai con ếch nha các bạn, ếch khô. Rồi bắt đầu đi leo đi, leo lên chinh phục chưa nào? Giờ đi, đi lên đi. Đi đường nào ạ? Đấy, tìm đường mà đi chứ. Đi đi đường này. Không, lên đây đã, lên đây đã. Thôi thả hai con này đi đi. Wow, dốc dốc. Dốc lên nha các bạn. Không biết có lên nổi không? Đường kia thì mình nghĩ mình lên được các bạn. Thôi đi đường kia đi các bạn, đi. Đi các bạn ơi. Lên đây, lên đây, lên đây. Lên được chưa? Leo lên đây đã, leo lên đã. Leo lên đã, này. Leo lên đã. Đi lên, đi lên. Ui, cho thẳng đứng. Khiếp quá. Leo lên đường này khó lắm các bạn. Thôi đi lên đường kia. Chinh phục đi. Cuối cùng mình cũng đã chinh phục đỉnh núi. Ghê. Chạy hết mồ hôi rồi các bạn. Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Xe đạp ở dưới kia. Xe đạp kìa, nhỏ các bạn. Nhỏ thế gì luôn ấy. Ghê ghê. Đấy. Kìa còn cao hơn cả nhà thờ luôn các bạn ạ. Đâu đâu. Đừng gọi nhà thờ. Wow. Còn nữa nhá các bạn, trên kia kìa. Ừ, đâu đoạn nào nữa, bây giờ chính phủ đoạn nào nữa. Ô nhà thờ Kim Thành này. Chính phủ cái đoạn này nhá các bạn. Đâu đoạn nào. Đoạn này các bạn ơi. Nào đất Bắc Dũng này. Đâu con xem. Cái khu đất Bắc Dũng này đẹp ghê chứ. Đâu bây giờ chinh phục này nào, cái bên chinh phục nào. Chinh phục đỉnh núi trên đây nhé các bạn. Đâu. Đỉnh núi trên đây này. Wow. Wow. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Rồi thì nó mới chịu ép nữa các bạn. Do... Wow. Máy quá yếu, tại vì máy ba mình là máy Apple. Nên là không đủ dung lượng để quay tiếp. Quay à? Vất vả, vất vả, vất vả. Vất vả quá các bạn. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Trơn đấy, trơn đấy. Không biết rồi, tôi sẽ đạp vào một chiếc đá này. Wow. Cần hỗ trợ không, cần hỗ trợ không? Không, không qua. Thì nữa là xuống là phải là... Wow. Mệt quá các bạn. Wow. Trời, chinh phục đây nữa này. Chinh phục trên đây nữa. Không được đâu. Được không? Không nổi đâu. Lên được không ba? Cắt xong rồi nhỉ. Cắt dây điện, chạm dây điện. Ui trời, dây điện kéo lên đây luôn. Úi trời ơi. Đấy, nhà thờ Kim Thành nó bé thí. Quá, wow, nhìn không gian đã không? Lên đây mát lắm. Đi đâu? Ở đấy không thể nhìn xe đạp được đâu. Các bạn hãy chờ đoạn tiếp theo. Đi qua bên này chứ. Qua bên này để coi. Sưởng heo nha các bạn. Múc hết rồi, múc hết rồi. Wow, giờ sao xuống? Không. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ba bị gì ấy? Đi theo con. Ra nhầm nhầm tí nhé các bạn. Đồ này mình chinh phục được một ngày rồi. Các bạn ơi, nãy ba mình lên trước và mình thấy một con gà, gà trống rừng bay nhé các bạn. Gà này không biết ăn là sẽ ngon cỡ nào, nhưng mà mình chưa bao giờ ăn gà rừng, mình chỉ được ăn gà thả thôi, gà thường thôi. Từ từ, từ từ, từ từ, đi chậm, đi chậm.
Chậm, bữa nay thấy bay nhiều lắm. Thấy cái rừng bay ầm luôn. Đó, đó, đó. Chim đó, chim đó. Giờ mà đập cái múa này ra chắc là có múa chúa. Cẩn thận không sợ họ đặt bẫy đâu con. Đặt bẫy nhiều khi trúng chân mình á. Biết đường này lên gì. Các bạn nhìn kìa, mình nhìn thấy cả đường xã luôn các bạn ạ. Quá là kinh khủng. Còn ui cái xe đạp đâu, cái xe đạp đâu. Cái kia. Đâu đâu, quá. Wow. Xe đạp nhỏ quá. Chưa đến giờ mình kinh khủng cao nhất các bạn. Cái dây gì mà chắc thế đây. Cái này này, úi dồi ba, cái này bị chắc. Cái gì ấy? Cái này cẩn thận không có lộn cổ xuống đấy, ghê lắm đấy, dốc thẳng đứng à. View đẹp thật các bạn ạ. Ghê nhờ. Ở kia là lắc đúng không ta? Không, bên đó là cái đống bông, cái đống bách ạ. Đó, wow. Đây rừng này, rừng này. Úi giời. Nam ơi, Nam ơi. Đó. Đi vô trong này này. Đi vô trong này này. Trong này hả? À. Đấy. Cái đừng đặt bẫy ba. Hả? Cẩn thận không có bẫy ở trong này đấy. Ui giời nhỏ lắm. Trong một đầu. Hai cái xe đạp nhà mình kìa. Nam kìa. Nhỏ. Cao nhờ. Cao quá. Này mấy trăm mét thôi nhờ. Cây gì mà mục hết nát hết rồi này. Ồ đây thấy nhà thờ Kim Châu, nhà thờ Kim Thành luôn đó Nam. Này. Nhà thờ Kim Phát này. Nhà thờ Kim Phát này Nam này. À. Bên kia nhà thờ Kim Châu này. Ghê không? Ở đây nhìn thấy ủy ban huyện luôn. Kéo không tới. Hết cỡ rồi. Thế ủy ban huyện luôn Nam. Đó đó đó. Tòa nhà ấy đó, tòa nhà hội trường của ủy ban huyện này. Ghê quá. Nhìn thấy cả đường xã luôn các bạn. Quốc lộ 27, quốc lộ 27, quốc lộ 27 xe đi qua. Thật sự là núi quá cao. Và bên kia có... view ấy, view ruộng nhà Nam kìa. Còn bên kia còn nhìn thấy cả nhà thờ gì nữa kìa. Đâu? Chỗ nào? Kia kìa, nhà thờ gì nữa kìa. À đúng rồi. À bên kia là chắc là đây. Cái này là chắc là ở bên Eberhock rồi. Bên Eberhock đó. Bunkit, bên đó Bunkit. Đúng là Việt Nam rộng thật các bạn ạ. Rồi, thôi xuống thôi. Đi. Choáng quá. Đấy, như vậy đã xuống dưới chân rồi nhá. Wow, cái núi đấy. Úi dồi. Vừa nãy là đứng ở đâu? Đứng đây Nam này. Vừa nãy mình đứng ở đâu Nam? Hả? Đứng ở đấy để quay đúng không? Thôi về con.